quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Xin được xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu và tiến hành là xem những cái vật dụng gì còn thiếu không để mai cháu Lực mua lên, và sẽ tiến hành đào cái phần nền của nhà em trước. Ở đây thì cũng là rất là nhiều cô bác cũng có điện cho cháu Lực và muốn là cháu Lực đào cái phần nền nó trước để cho nó chắc cái đất đi, và sau này lúc mà mình làm móng rồi thì mới chắc chắn được. Và cháu Lực cũng muốn là đào cái phần nền trước để vận chuyển cái vật liệu vào rồi thì mới có chỗ để cô bác ạ. Đấy. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Ngày hôm nay thì thời tiết nắng khá là đẹp luôn cô bác. Nếu mà bây giờ mà lấy được vật liệu vào thì cái đoạn đường kia để dùng xe máy để lai vào cô bác rất là dễ và rất là tiện luôn. Trên này cũng có khá là nhiều hàng xóm chứ, hàng xóm các bác, có tầm 5 hộ dân là đang ở trên này. Tiết nắng rất là đẹp luôn các bác. Nếu mà trong thời gian này mà đào được cái nền này thì cũng rất là thuận tiện luôn. Cái nguồn nước này thì trời nắng lên này, càng ngày nó càng chảy ít lên rồi các bác ạ. Như cái video trước cháu Lực cũng chia sẻ lên, và cũng do là bạn Trình còn nói một câu mà gọi là khiến em Sử, em Hải là kiểu như là chia rẽ, nhưng mà ý của bạn Trình là không có phải là như vậy đâu các bác nhá. Ở đây thì thế, ở đây thì chắc chắn là sau này sẽ làm được cho các em ở đây là hai cái ngôi nhà, nhưng mà hiện tại là kênh cháu Lực với bạn Trình thì hai anh em cùng nhau cố gắng và xây dựng cho ba ông cháu một cái ngôi nhà ở đây. Và cái ngôi nhà ở đây không phải là dành chỉ cho ông hay là cho em Hải, cho em Sử, mà là cả cho ba ông cháu là cùng ở cái ngôi nhà này cô bác. Và nếu mà thật sự mà để mà ba ông cháu mà chia rẽ ra hay là chia cách ra thì cái điều đấy sẽ không bao giờ có nha cô bác nhá. Tại vì là em Hải với em Sử rất là thương yêu ông. Ông thấy rất là thương yêu các em luôn. Bây giờ thì đi xuống nhà các em một chút để nói chuyện với lại em Hải, em Sử với lại ông trước khi mà tiến hành mà đào nền đó. Lúa của các em đi mới ngày nào cháu Lực lên cùng các em trồng, và bây giờ đã gần đến mùa là thu hoạch lúa rồi cô bác. Ái ơi, chú ơi. Chú ơi. Làm gì đây? Đang làm gì đây? Ồ, đang ngồi kia nhìn thấy sao rồi cô bác? Ở tít này. Phải tít ra cái chuồng trâu kìa.
các em cũng ở nhà không biết là dọn dẹp và cái ngoài này cho cỏ nó bớt đi các bác, không cho nó bị ô trùng cái nhà lên. Ôi đây là đang làm gì đây? Chó này thì không quen bạn cameraman các bác, cho nên là chắn lực phải chắn một tí sợ nó cắn camera cameraman, sợ nó cắn bạn cameraman thì... Đang làm gì đấy? Hả? À? Anh ơi chào Hải nhá. Chào anh. Rồi. Chào Hải, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì ở nhà làm cái gì? Ở nhà thôi à? Dạ. Nắng hết nhỉ, hôm nay anh xử đâu rồi? Dạ. Được rồi, anh xử đi. Đây có cuốn làm gì này ạ? À, có cuốn đó. Ờ, cuốn đồ chay đó. Thì ông thì đang là té ngô ra để cho lợn này. Hôm nay thì Hải có làm việc này không? Có ạ. À. Có à? Dạ. Thế vừa anh em vừa ra kia cũng điện thoại à? Dạ. À, xử đây. Rất đẹp cho ai đúng không? Ê, mặc áo ai, mặc áo nào ấy? Áo này ai gửi cho ấy? À, đây hình như là đặc bác An Phạm mua cho cái áo này ấy. Bác An Phạm mua cho hay sao ấy. Rồi anh chặt xử nhá. Rồi, rồi. Cháu xử cho bà con chú anh chị. Hôm nay thì Hải với sửa nhà làm gì? Nhà. Hả? Nhà chân châu á? Đây, ra ngồi đây. Anh em mình ngồi đây nói chuyện tí. Khá là nóng, hôm nay thời tiết này khá là nóng của bác. Để mà đào nền thì khá là thích hợp đấy. Em muốn là ngày nào đào nền? Ngày nào cũng được. Ngày nào cũng được à? Thế thì bây giờ trước tiên là mình đào nền thì phải mình đi mua cuốc một xẻng đó. Ở nhà thì có không? Có. Có nhưng mà có mấy cái? Mua hai cái à? Ồ, cái này thì chắc là đi mua thêm nhỉ? Tại đâu anh sẽ mua thêm là... mua thêm cuốc, mua thêm xẻng nữa nhé. Xẻng á? Xẻng này đi xúc cắt đi chứ. Ờ, xẻng này xúc này chứ không phải là nguyên đất, nguyên cuốc đâu ấy. Đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ đào thì mình có nhờ được ai ra không? Nhờ được hàng xóm ở đây không? Có nhưng mà sẽ đi nhờ. Người ta tầm bao nhiêu người? Mười mấy người ạ, thì mười mấy người cũng được. Đâu nhỉ? Tí để anh liệt kê xem cần mua những cái đồ gì nhá. Thế rồi thì tối anh điện cho em. Thì em đi nhờ hàng xóm này. Xong là đi xuống dưới là hộ em đào một hôm. Đấy, xong anh sẽ mua thức ăn lên. Bây giờ thì vào nhà đó, xong là anh xem có cái đồ gì để mua đó. Đối diện này có thắng mạnh, mạnh không? Có à? À, lại không nghĩ là để ngồi đi. Nhà thì hôm nay ông đang té ngô có vẻ là khá là bừa bộn một chút cô bác. Cái ngô này là để lên trên kia để được khô à? Vâng. À, cái ngô này thì để lên trên cái giá bếp này cô bác. Cho nó khô ra, xong là té ra để cho lợn à. Vâng. Lợn ăn ngô này thì rất là tốt, là béo rất là nhanh luôn. Nhà các em thì... có nương cô bác, thành ra là tự trồng và tự thu hoạch về. Phải nói là trong thời gian vừa qua thì cũng xin là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng kênh và đã gửi những tấm lòng vàng để hỗ trợ tới ba ông cháu chuẩn bị cất lên một cái ngôi nhà mới. Và cháu Lực cũng xin được nói lại cái vấn đề này thêm một lần nữa là cái ngôi nhà mà làm ở kia nhá, đây kia nhá, sẽ là cho ba ông cháu lại với nhau nhá, ba ông cháu nhá, chứ không phải là cho riêng mình Sử, cho riêng mình Hải, cho riêng mình ông đâu nhá. Đấy, còn là như sau này ông mà cũng có đến tuổi rồi thì hai anh em lúc đấy mà ai cũng lớn lên được đúng không? Đi làm với nhau rồi thì hai anh em tự
tự chung với nhau góp tiền xây thêm một cái ngôi nhà ở gần nhau nữa nhá. Đấy, đến cái lúc đấy mà anh mà lên mà chia sẻ, mà các bên mà chia sẻ thì các bác giúp được chút nào thì hay chút đấy thôi nhá. Đấy, rồi cái chỗ phần là cái đất kia thì có thể làm được hai cái ngôi nhà đấy nhỉ. Khá là rộng rãi. Muốn là cho hai anh em lúc nào cũng phải như này, yêu thương lẫn nhau như này, chứ không là anh không mong sao là sau này các em lớn lên đường ai nấy đi đâu nhá. Đấy, nhưng mà cái điều này các em sẽ không bao giờ làm cái chuyện đấy để xảy ra đúng không? Tại vì em nói là em Hải thì rất là thương anh Sử của bác. Hôm qua thì em Hải có nói với cháu Lực là em Hải rất là thương anh Sử, vì nhường lại cái phần suốt đi học đấy để cho em được đi học, rất là thương anh luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói về cái vấn đề mà sẽ làm mà hỏi ông xem là có cần mua thêm cái đồ gói cuốc cái xẻng gì không. Lúc mà bạn ấy sẽ không nữa cần thứ mà tám mắc bài tám mắc xẻng ở đây bây giờ nọ ta thứ thêm à không có mà đây không ở đẹp mà cái ờ để con hỏi mà thì tao có vấn thứ mà tốt hơn à tôi vẫn bảo thằng say mê tao có chút dùng hả đấy. Về cái phần cuốc xẻng này thì là bà con, nếu mà bà con mà có ra giúp em Hải em Sử một hai ngày đấy thì người ta sẽ cầm cả cuốc ra đúng không? Vâng. Đấy, và anh cũng nói thêm nhá, hôm nay thì anh sẽ là ghi một số đồ này cần này nhá. Rồi thì anh sẽ một tí nữa hai anh em mình sẽ lên trên và đo là đào đến đâu nhá. Đấy, để cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị đặc biệt biết là thời gian tới thì sẽ đào nền nhà của các em là rộng bao nhiêu nhá. Đào thì mình sẽ đào cho nó rộng ra chứ không phải là đào cho nó vừa đủ căn nhà đâu nhá. Đấy, mình cứ đào ra cho nó rộng rãi ra thì sau này mình để được cái vật liệu nó còn được nhá. Đấy, bây giờ trước mắt thì cứ đào cái phần nền trước đã cô bác, còn là lúc nào mà qua đến tháng 7 này thì cháu Lực với bạn Trình sẽ tìm một cái ngày nào đó, tìm một ngày nào đẹp nào đấy xem là để đào cái phần móng, đặt những cái viên gạch là đầu tiên. Còn là như bây giờ thì ông cũng đã đến tuổi rồi, em Hải thì còn nhỏ thì anh là xin phép dùng lấy tên của lấy tuổi của Sử để làm nhà nhá. Đấy, hai anh em thì không tị nhau gì đâu cô bác, thương nhau còn không hết mà, thương nhau còn không hết làm sao mà có cái chuyện đấy mà xảy ra đối với hai em được. Bây giờ thì anh sẽ ghi lại một số đồ mà anh em mình cần để mua. Đấy, ở đây thì thưa cô bác, như cuốc xẻng này thì phải đến ngày chủ nhật thì mới có. Thì đợi đến ngày chủ nhật thì cháu Lực mới có thể là mua được thêm. Bây giờ thứ nhất là mình mua là thêm trước mắt là mua 3 cái xẻng rồi nhá. Đấy, 3 xẻng, mua thêm 3 cái cuốc nhá. Sắp đi sắp đạp vào đây rồi. Sắp đi sắp đạp vào đây rồi. Bây giờ ông ấy vừa bảo đi. Ông bảo là phải mua giống mấy xẻo. Giống cái xẻo mà để mình xúc vứt đi. Đấy, cái này thì chắc chắn là mình phải mua thêm một cái xe rùa này nhá. Đấy, mua thêm cái xe rùa. Nhà chú này, nhà trên này có ai có xe rùa không? Không có là thế dù bây giờ mà nếu mà đi mượn về hỏng thì mình cũng phải lại mua thêm cái này thì anh sẽ mua lên thêm một cái xe rùa này. Đấy, trước mắt thì cứ mua thêm một cái trên kia thì có hay con đá nhỉ, cục đá nhỉ, chắc phải mua cái điểm mà bổ xuống đấy nhỉ. Cái đi mượn cũng được à? Mượn người tao cho không? Có à? Theo em thì cần là mua thêm cái gì nữa nào? Hải Sử thì cho anh ý kiến xem là mua cái gì nữa. Đào, bây giờ mà đào đất chỉ cần là mua những cái đồ mà cuốc xẻng thôi. Đấy. Đấy, bây giờ trước mắt thì cứ mua thế đấy nhá. Đấy, lúc nào mà thiếu thì mình lại mua thêm. Đấy.
Thời tiết mấy hôm nay thì rất là nắng nên là đào rất là có khi là cũng rất là nắng đấy nhỉ. Đấy. Buổi sáng thì nếu mà người ta ra hộ mình thì người ta có ăn sáng ở nhà đi không? Thằng chị tết nó xảy ra. Hả? Thằng chị tôi à? Chạy cũng chó. Không ăn à? Cái nọc xíu ra nằm chiều ấy. Chị ăn chiều với ăn tối à? Thế có nghĩa là hai bữa đúng không? À, thì có nghĩa là đây là người ta ra hộ thì mình sẽ mua thức ăn để cho người ta. Có nghĩa là mình nấu luôn để mình mời nhá. Đấy, có nghĩa là trưa một bữa đúng không? Đến chiều tối một bữa đúng không? Đó. Còn theo em thì mình nhờ nhà em thì nhờ được bà con tầm bao nhiêu không? Có lát thì gì nào? Cái này thì gọi là mình chỉ nhờ bà con thôi, mà bà con mà giúp ta giúp được một hôm thì cũng càng tốt đấy. Và anh cũng sẽ nói chuyện với lại anh trưởng thôn một chút, là nhờ anh trưởng thôn để vận động bà con ra hỗ trợ ba ông cháu một hôm nữa đấy. Và làm mà không có hết thì mình sẽ lúc đó anh sẽ tính cái phương án khác nhá. Đấy, ở đây thì cháu được muốn là tiết kiệm đi một chút cũng là đúng cô bác, nhưng mà bà con ở trên vùng cao thì hay là có nhà nào có công việc gì thì hay đi ra hộ lẫn nhau một hai hôm thì không có thành cái vấn đề gì, cho nên là cháu được muốn là nhờ bà con để ra một hai hôm. Còn là đồ thì mình cứ mua như thế nhá. Đấy. Như Hải với Sử với ông thì có gì mà thắc mắc thì bảo với anh nhá. Đấy. Còn là bây giờ thì tôi cháu được xin được thông qua cái quý của nhà các em thêm một lần nữa, và đến thời điểm hôm nay cháu được nhận được là bao nhiêu. Đấy, đây thì anh sẽ đọc là từ đầu lên luôn nhá. Vâng. Đây là danh sách quý của nhà ba ông cháu này. Thứ nhất, ngày 7 tháng 8 thì có chị. Ngày 7 tháng 8 thì có chị Nguyễn Thị Quế, chị ở Thanh Hóa, là gửi cho là 300.000, là cho anh đổ xăng là 100.000. Đến ngày 7 tháng 8 thì có bà Lương Thị Hội, bà ở Đống Đa, Hà Nội, có gửi cho anh là 400.000. Ngày 10 tháng 7 thì có bác Kim Hoàng, bác ở Mỹ, có gửi cho anh là 11.750.000. Ngày 10 tháng 7 có bác giấu tên gửi cho là 300.000 và cho anh là 100.000. Ngày 11 tháng 7 có bà An Phạm, bà ở Mỹ, có gửi cho anh là 4.600.000 đồng. Ngày 28 tháng 7 có cô Lý Thị Nhung, cô gửi 500.000. Ngày 10 tháng 8 có bà Duyên, bà Úc, bà có gửi là 1.000.000. Ngày 17 tháng 8 bà Vương Kim Thanh ở Mỹ gửi 4.670.000 đồng. Ngày 19 tháng 8 có bà Bảy, bà Đồng Nai gửi cho 500.000. Ngày 23 tháng 8 có bác Xuân Vũ, bác ở Úc, bác có gửi cho là 5.000.000 đồng. Ngày 23 tháng 8 bà An Phạm có gửi thêm là 1.775.000. Ngày 25 tháng 8 có bác Cindy Lê, bác ở Mỹ, có gửi cho là 10.000.000. Ngày 29 tháng 8 có bà Phạm Thị Tốt, bà gửi cho 1.000.000. Ngày 29 tháng 8 có bác Lê Ri Vũ, bác ở Mỹ, bác có gửi là 1.198.000. Ngày 30 tháng 8 có bà, ngày 30 tháng 8 có bác Trần Thị Tiên, bác ở Mỹ, có gửi cho là 11.750.000. Ngày 30 tháng 8 có anh Trần Thanh, anh ở Mỹ, gửi là 11.750.000. Ngày 30 tháng 8 có bà Dương Mỹ Dung,
bà ở Mỹ gửi 4.700.000 đồng. Ngày 30 tháng 8 có cô Minh có gửi cho là 2.000.000 đồng. Tổng bây giờ cháu Lực nhận được là 72.993.000 cô bác nhé. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị tới cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu được xây dựng lại một cái ngôi nhà khang trang và ấm cúng hơn. Chứ để mà ba ông cháu mà cứ như thế này mãi chỉ gọi là đủ mua mắm muối mì chính thôi cô bác. Cảm ơn tất cả quý ông, cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Hải với Sử thì bây giờ nói một lời cảm ơn tới các bà nhé. Con cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền cho con làm nhà. Con cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền cho con làm nhà. Con chúc các ông bà thật nhiều sức khỏe. Hay vừa rồi là hai em có thay mặt ông luôn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Như đúng rồi đấy, văn hốc cái này đây cả hả? Văn hốc cuốn đây cả đâu nè. Chèm bùi dấu. Đây phớt rồi nè. Đây. Đây phớt nữa. Đây. Đây á. Đây là bao gạo đúng không? Đây là gạo đúng không? Còn bây giờ thì cho anh hỏi một chút, như nồi cơm điện này, máy quạt này, cái đèn năng lượng mặt trời này, cái tách này thì có cái nào mà bị như nào không? Không ạ. Không à? Còn đàn gà thì có bị con nào mà bị làm sao không? Không à? Tất cả mọi cái đều rất là tốt đẹp đúng không? Đấy. Hai anh em trong thời gian tới thì em Hải thì đi học rồi, anh Sử thì có thể là bận hơn một chút. Đấy, bận hơn thì chỉ có là cùng anh ở trên để anh em mình giám sát cái tiến độ mà cái công trình mà làm nhà mình đến đâu thôi nhá. Đấy. Phải nói là từ lúc anh lên đây thì cũng được gần ngót nghét là 4 tháng rồi nhỉ. Đấy, 4 tháng anh em mình gắn kết với nhau, anh em mình cũng đã hiểu được tính của nhau rồi. Các em cũng biết là anh như nào, và các em này cũng biết là cái cách làm việc của anh như nào đúng không? Vâng. Anh mong rằng là sau này lúc mà anh kết thúc cái chương trình của nhà các em rồi, anh em mình sẽ vẫn mãi mãi là thân với nhau, cũng đi xuống nhà anh chơi thường xuyên đó nhá. Thật sự mà nói cô bác ạ, làm công việc thiện nguyện này, đi giúp đỡ được những hoàn cảnh nào mà thoát khỏi cái sự mà gọi là đau buồn của các em hay là một cái gì đó, thì cháu Lục cũng cảm thấy rất là vui. Mặc dù chỉ là người đi làm chương trình, người mà gắn kết nối những hoàn cảnh tới các mạnh thường quân, nhưng mà cháu Lục cũng vui theo các em luôn. Nói là các bác, các cô chú anh chị mạnh thường quân mà gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị tới cho cháu Lực, thì mọi cái cháu Lực làm nó cũng phải là minh bạch ra, viết cái gì làm cái gì nó phải là cô bác mà đọc cái là dễ hiểu luôn, thì mới các cô bác thì cũng là yên tâm. Tại vì là ở đây thì mạnh thường quân có muốn là làm những công việc gì, công việc này là gửi những tấm lòng vàng này tới những hoàn cảnh, muốn là một phần là giúp đỡ các em và một phần là giúp cho cái con người mình nó được thoải mái đi. Đấy, mong cháu Lực cũng mong sao là trong thời gian tới đi chia sẻ những hoàn cảnh nào thì cũng được rất, thì cũng mong được quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân sẽ luôn luôn đồng hành cùng kênh ngày một phát triển hơn, và có thể đi giúp đỡ được nhiều những hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác.
À, nếu mà cô bác mà có theo dõi được những thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì à, cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh cháu Lực phát triển hơn, để cho những cái thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên được lan tỏa tới cộng đồng trong nước và ngoài nước, để tất cả mọi người cùng chung tay mỗi người một ít để giúp đỡ những hoàn cảnh nào mà nó thật sự là khó khăn, thật sự mà éo le. Bây giờ thì mặc áo dài nhá, anh em mình lên trên một tí nhá. Lên trên một tí ra mà đến phần nào đào đến phần nào nhá. Đấy. Bây giờ thì chắc chỉ có hai anh em là đi thôi. Ông thì sẽ ở nhà thôi. Anh Hải có đi vay không? Đội mũ đi vay nhỉ? Đấy, đội mũ đi vay. Ông thì chắc ở nhà té ngô. Ui, mặc áo lên nắng không? Không à? Đấy, mặc áo dài đội mũ vào. Đấy, bây giờ thì con Lực xin được phép là cùng các em là lên trên một chút. Đây là trước là đi phát cỏ đúng không? Dán tên nữa chưa? Đội mũ nha. Nắng lắm đấy. Đội cái nón này này. Hôm qua anh đi chợ về có người nhà nấu cơm đấy. Hôm qua anh chợ rồi, hôm qua anh mua thịt rồi. À. Còn mang không nhỉ? Còn mang không nhỉ? Cái măng ai to cái gì vậy? Nước này ít đi rồi nhờ. Nắng này nó ít rồi. Có khi là mình đào đến tận đây nhỉ? Đào đến tận kia mà. Đào đến đây á? Đào từ bên này ra nhỉ? Đến đây. Nhưng mà theo anh nghĩ là chỗ này chắc vẫn phải đào ấy. Chỗ này thì chắc là mình đào sâu nhỉ? Mình cứ đào phần nền này trước đã. Hả? Đào đến khe nước rồi đúng không? Đào đến khe nước rồi nhá. Còn thì kia xuống nhá, khỏi về đây nhá. Đi ra kia nhá. Còn cái chỗ này thì sau này thì mình nào cũng thì mình sẽ đào sâu sâu. Bây giờ thì trước mắt thì ngày mai sẽ vào đào, sẽ đào từ đến đây thôi ra đến kia cô bác. Và cái phần đào này thì không có phần căng dây gì, cứ đào cho nó rộng rãi ra thì mình mới để được vật liệu. Thế nhưng mà tí chiều tối là em phải cuốc cái này đi hết nhá, cái củ rong này.
Mà đây mà hai. Mà đây mà. Đây là phải mai đảo cho biết. Loại đá này nó vớ nhanh thôi nhở. Bây giờ chỉ sợ nhất là đạp gặp đào phải những cục đá to này không á. Nhưng mà đá này thì nó là đá giòn thôi, nó không có vấn đề gì cả. Đá này phải bấm gọi ai đây. Thoại để trong túi không biết là bấm nó gọi ai. Đào đến đây á. Ông bà đào đến đây à? Rồi mấy cây này thì cũng phải chặt ra hết chứ. Không thì sau này sợ là nó sao to nó đổ nhà ấy. Cái này thì mình sẽ đào thỏi này, không phải đào đây đâu. Mình sẽ đào từ đây xuống này, mình đào thỏi xuống này. Được không? Mình đây là mình sẽ đào thỏi xuống xong mà như này. Lúc này chỗ này mình sẽ đào thẳng xuống thì nó sẽ không có sợ bị sạt xuống, em hiểu không? Mình phải đào như này này, đào dốc thỏi như này. Mình mà đào ngang như này thì nó sẽ dễ bị sạt đấy. Đường xe máy là phi từ kia ra luôn nhờ. Cái phần đào nền này thì sẽ không có còn phải là dùng cái dây cước để cao, để căng đâu cô bác ạ. Chỉ đến đây là đào đến đây là được rồi. Còn là lúc nào mà đến làm đến móng thì mới phải cần dây cước ra để đào, để đo. Nhưng mà sẽ chắc chắn là đào từ chỗ em sửa đứng đây cô bác này. Đào từ đây này. Chỗ đất này có phải đất này em không? Đào đến đấy à. Bây giờ thì phải đào cái phần nền trước thì mới có chỗ để vật liệu được. Vật liệu thì dưới kia thì cũng có để được này. Đào từ đây. Nó bằng cái chỗ kia nhỉ? Cái chỗ này thì chưa bao giờ mà có cái vụ nào sạt lở cô bác, cho nên là cũng rất là yên tâm. Bây giờ thì trước tiên là phải đào trước độ tầm là nửa tháng đi, để cho đất nó cứng đi, rồi thì mới tiến hành là đào cái phần móng sau. Này phải dùng chỗ này phải để hành lang ở đây nhá, có cả hành lang ấy. Đào đi, có cái anh mèo mà đào đến tận kia. Ở dưới kia thì sau này đến lúc mà mình làm nhà xong ấy, này có mình làm nhà xong thì mình làm kè đây này, cái nó sẽ có một cái hành lang rộng như đây luôn, có cái hành lang làm kè rộng từ đây ra kia luôn. Ôi Hải làm gì đấy? Thế thôi à? Đang ngồi đấy hứng nắng nhỉ? Ra đây. Hải ngày mai có đi học không? Không. Không à? Chắc có khi là phải chặt mấy cây kia ra luôn nhỉ? Mình đào đến tận kia mà. Cây nền bấy. Đấy á, nhưng mà mình chặt mấy cây kia ra này. Chặt cái cây kia ra để chống cột điện này đấy nhá. Cái cây già kia thì chống cột điện này. Nó cao lên, điện nó thấp xuống rồi. Cái cây này làm chống nhá, chống cột điện nhá. Cột điện kia nó bị đổ xuống rồi. Ai chặt cây ấy. Ôi thấp không? Không có cái cột điện kia mà. Đấy, chống lên cao đi.
cảm ơn thương. Và thức phim này thì cháu Lực muốn thông báo cho tất cả quý cô bác là cùng biết, thì nhất là về cái khoản mà cháu Lực đang cầm quỹ của nhà các em bao nhiêu, và trong thời gian tới thì sẽ cần mua những cái gì nữa. Và cũng thông báo luôn cho tất cả quý cô bác biết là ngày mai sẽ là ngày đào cái phần nền này trước này cô bác này. Thì hiện tại bây giờ sẽ đào đến tận góc cháu ở kia, ra đến tận tận cái chỗ mà có cái nguồn nước kìa, đến cái chỗ mà em xử em ấy đang chống cái cột điện này này, làm mà cái cột điện này này đấy, đến chỗ kia thì đào, phải đào cho nó rộng ra chứ không phải là đào cho nó vừa cái ngôi nhà đâu cô bác. Thì đào nó rộng thì mình sau này mình còn để đồ được nó nhiều. Ôi không để được à? Đào 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 tí. Cái nguồn nước này thì sau này đào một cái hồ nhỏ đây này, chứa nước để mình trộn cát này, trộn xi này đấy. Mình đỡ phải đi xuống dưới kia hút về. Chứ không là phải mua thêm máy bơm để hút nước lên từ dưới kia xuống đây đấy. Ở trên này thì nhà nào cũng có nguồn nước đúng không? Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin chia sẻ tới đây thôi cô bác. Thì ngày mai thì anh em mình sẽ tiến hành là đào như thế nhá. Đấy, đào từ cái chỗ này ra bên kia thì chắc độ gió rơi tầm là hơn 15 mét rồi. Đấy, còn từ đây đến kia thì cũng rơi đó tầm độ tầm 20 mét rồi. Đấy, mình cứ đào cho nó rộng ra. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Sử, xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào cô bác, anh chị.